Nếu hôm nay anh không cho tôi vào thì buổi lễ khánh thành này sẽ không thể tổ chức được. Cố Trường Ca, anh sống ở núi lâu quá thành mất rồi à? Không có anh chúng tôi không thể khánh thành lễ được. Người này là ai vậy? Nhìn bộ dạng này không giống như là được mời. Tên là Cố Trường Ca, tôi cũng chưa nghe qua. Hoa Thành có vị đại nhân vật này không? Đến đây, mọi người ơi, tôi xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Tôi là Giao Dư Vương Linh, tôi đến. Anh dám để tôi đi, Cố Trường Ca, anh nên đi đi. Anh không biết xấu hổ nha, anh không biết xấu hổ tôi mà tha cho anh ta. Tôi... Anh dám làm người khác bị thương ở đây à? Gọi cảnh sát. Phải gọi cảnh sát chứ, xin anh, được không? Anh, chưa tổng sẽ đến. Tất cả, sao? Người này được, ân tình. Cố Trường Ca, anh thực sự đã nhìn rồi. Tô tổng, trường học hy vọng Cố Trường Ca bảo vệ nổi bản thân mình, báo cảnh sát. Tôi phải báo cảnh sát. Chờ một chút đồng thiếu. Anh nhìn cái điện kia đi. Trường học hy vọng Cố Trường Ca. Chuyện này là thế nào? Anh có phải đã nói hôm nay sẽ có một nhân vật lớn đến? Trường học còn được đặt theo tên anh ta, Cố Trường Ca. Học viện hy vọng Cố Trường Ca. Chẳng lẽ Cố Trường Ca không lừa dối chúng ta? Không thể nào, tên của trường học này giống như người họ Cố đó. Trước đây tôi đã nghe tin tức trường học này được xây dựng vì Dư Tổng là người được kính trọng nhất. Trường học này chẳng lẽ Cố Trường Ca chỉ là một kẻ vô dụng? Làm sao anh ta có thể quen biết Dư Tổng? Nhưng này để ghi tên Cố Trường Ca đã dạy quan hệ vậy tại nhìn là thấy rõ bộ mặt.